Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip tiếp theo của ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin test tiếp một chiếc mâm than Victor QN55F để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Nam Định. Anh đã liên hệ với cửa hàng để đặt tiếp một sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, hôm trước thì anh đã về trực tiếp cửa hàng lựa chọn một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ. Và ngay tại thời điểm này thì anh đã liên hệ với cửa hàng để đặt một chiếc mâm than Victor QN55F. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng sẽ test hàng và đóng gói để vận chuyển tới gia đình cho anh theo địa chỉ mà anh đã gửi cho cửa hàng. Vâng, sản phẩm thì anh có lựa chọn thêm là một cuốn băng, một chiếc băng khánh ni cùng với một chiếc chặn đĩa than, và đây là một chiếc mâm than tự động. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết để gửi cho khách hàng và những vị khách hàng theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Vâng, trong thời gian vừa qua thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có về được 10 chiếc mâm than, và đây là chiếc thứ 9 được rời khỏi cửa hàng. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã test một chiếc mâm than Micro BN91 vàng gold để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và đây là một clip tiếp theo trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có vô vàn các sản phẩm đang được chào đón quý khách hàng. Vâng, rất nhiều những sản phẩm chất lượng cao đang có mặt tại cửa hàng. Vâng, điển hình như những chiếc mâm than thì bên cửa hàng tiếp tục cập nhật nhé. Và ngày hôm nay thì là một chiếc mâm than, cũng là sản phẩm có mức tiền cũng khá là cao, dưới 21 triệu một chiếc mâm than QNY55F. Vâng, sản phẩm thì trước này cửa hàng cũng đã quay chi tiết trên kênh rồi. Tất cả là được thiết kế gỗ bóng piano, mâm than chuẩn chỉ, kim máng, zin theo máy. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ test nhạc để gửi cho vị khách hàng có đơn đặt hàng trong ngày hôm nay. Vâng, nút nguồn thì ở phía này. Dùng đĩa than thì rất là đơn giản. Ấn sita. Vâng, chiếc mâm than này thì là cần tự động nhé. Sản phẩm này thì âm thanh Hạnh xin gửi anh Quang, anh có địa chỉ tại Nam Định. Anh đặt một chiếc mâm than Victor QNY55F, cùng với đó là một chiếc chặn đĩa than và một chiếc đĩa than khánh ni diễm xưa. Vâng, hôm trước thì anh về cửa hàng đã được nghe ca khúc này test và anh cũng đã lựa chọn luôn. Vâng, bên cửa hàng thì còn duy nhất một chiếc mâm than này QN. Vâng, chiếc này thì có mã là Victor QL75A75. Vâng, như đây sản phẩm thì là chiếc thứ 9 đã được rời khỏi cửa hàng và đã được nhận chủ. Ngày buồn
một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đàn những máu xương chập trùng xin cho một người vừa nắm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời kết thúc clip tại đây. Để đóng hàng sáng ngày mai gửi sớm cho khách hàng có địa chỉ tại Nam Định. Và sau clip này cửa hàng sẽ thông báo sản phẩm về trong ngày hôm nay. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.